Thời gian qua, nhiều địa phương ra mắt những linh vật rồng để chào đón năm mới Giáp Thìn, trong số đó không thiếu những chú rồng được đánh giá mang vẻ ngoài kỳ dị, gây tranh cãi. Ngoài những linh vật được tạo hình chỉn chu, nguy nga tráng lệ, không thiếu những địa phương khiến người dân phải cười ra nước mắt bởi sự hài hước, ngang ngược về hình ảnh đại diện cho con giáp năm 2024 của tỉnh mình. Rồng còi xương ở Thanh Hóa. Sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại khuôn viên một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, xuất hiện 4 tượng rồng đang gây tranh cãi. Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xã hội đang bàn tán xôn xao trước hình ảnh về 4 tượng rồng với hình dáng kỳ dị tại khuôn viên khu vui chơi của một doanh nghiệp ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương. Anh DVT, 40 tuổi, người dân xã Tiên Trang, cho biết, người dân địa phương rất bất ngờ trước 4 tượng rồng dài từ 5 đến 6 mét đang được hoàn thiện tại địa phương vì tượng rồng có phần còi cọc, thiếu sự uy nghi. Phần đuôi mỗi tượng rồng có hình thù khác nhau, có tượng giống đuôi con cá hố, có tượng thì còi cọc. Năm nay kinh tế khó khăn nên rồng nhà tôi chỉ mập được có thế, một người xem ảnh hài hước. Theo đó, dù chưa rõ hoàn thành hay chưa nhưng những linh vật rồng 2024 tại Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hóa được mọi người ví von là linh vật healthy nhất năm. Rồng hờn dỗi ở Nghệ An. Trong khi đó, hình tượng hai con rồng bằng cây cảnh ở Nghệ An được trang trí lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 khiến nhiều người nhận xét có vẻ như rồng ở đây đang giận dỗi điều gì đó. Hai cây cảnh cắt tỉa hình rồng nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Sĩ Sách, đoạn ngã tư giao với đại lộ Lenin, thành phố Vinh, Nghệ An là cây gừa, còn gọi là cây si quả nhỏ. Đặc biệt, các bộ phận mắt, miệng rồng được tạo hình bằng những tấm nhựa màu trắng, tạo cho rồng vẻ giận dỗi, khiến nhiều người xem phì cười. Ông Phan Quốc Bảo, giám đốc công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết, hai con rồng bằng cây xanh này được làm từ khoảng 10 năm trước, được đặt cố định ở đây và hàng năm đều được các công nhân cắt tỉa, chăm sóc. Mới đây, nhân dịp Tết Giáp Thìn, chúng tôi có cho anh em trang trí thêm cho hai con rồng này cho bắt mắt hơn. Quan điểm xấu, đẹp hoặc tưởng tượng như thế nào là của mỗi người vì con rồng không có thật, ông Bảo nói. Rồng Lai Tây ở Bắc Giang. Mới nhất, linh vật rồng của tỉnh Bắc Giang cũng chính thức tham gia đường đua. Theo đó, loạt ảnh về linh vật rồng của địa phương này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chú rồng được sơn màu cam chủ đạo và nét mặt dễ thương. Rồng đứng trên bệ đỡ hình đồng tiền, được cư dân mạng đặt cho cái tên rồng mầm non. Bên cạnh đó, nhiều người tranh cãi linh vật này Lai Tây vì có đôi cánh nhỏ nên không phù hợp. Anh Bùi Văn Quân, 32 tuổi, người thực hiện linh vật rồng tại Bắc Giang, cho biết anh đặt tên cho bức tượng này là rồng hạnh phúc. Anh hy vọng dù người lớn hay trẻ em khi nhìn vào bức tượng này đều cảm nhận được sự dễ thương và thân thiện. Con rồng cao 4,5m bao gồm bệ đỡ, nặng 10 đến 12 tấn, được sơn màu cam. Người thợ giải thích đã hòa trộn giữa màu đỏ và màu vàng trên lá cờ Tổ quốc để tạo màu cam cho linh vật. Linh vật này sẽ được trưng bày tại vườn của anh Quân ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chào đón miễn phí người dân đến tham quan trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới.